Ok đợt em. Tầm này không có cửa đi tán gái nữa đâu bác ạ. Nói chung là cứ đẹp đẹp trai mà đi xe gym nó cũng phong, nó hơi phong phong trần gì. Một vòng đi. Ông quay một vòng đi ông ơi, chiếc đờ rem này là. Cảm ơn anh Nguyễn Hiền đã bổ quả xẻ nhá. Anh vào bàn mời nước để gia đình có lời cảm ơn. Anh em ai bổ quả xẻ nhắn tin như này nhá, để ra đây để Hoàng Kiên có lời cảm ơn nhá. Nhắn tin là đã bổ quả xẻ. Máy phát nha anh em nhá, biển 33P35344. Anh em bên TikTok nhớ mà bấm vào theo dõi follow nhá, để gia đình có lời cảm ơn. Mẹ đưa chị Quỳnh hết pin. Sáng mũi hai 33P3 anh ạ. Sáng mũi hai củ khoai mẹ người nó rút lần sật. 5344. Ai bảo anh cứ heo thì cơ. Đấy ít. 2007. Bình xăng có rôm nhá. Mua là 21.200 rồi nhá, cậu em 2 triệu. Nhanh. Lườn nóc còn nguyên, không thủ. 21.200, con này em lại giảm con này. Em không có điện thoại đâu. Em bảo anh lên để tạm. Thế bảo giảm, tôi bảo thiệp lấy số đi. Nói trên này rồi. Bộ phận marketing nhờ giúp na không chụp ảnh nhá. 25.165.000 trừ đi 4 triệu. Cái này phải giảm. Lại này anh em này, lại này. Tất cả cái từ lại là mua lại nhá anh em nhá. Cái từ lại là bao giờ mình mua cao hơn, bởi vì nhiều trường hợp anh em bán lại đấy, nhiều lúc mình phải đỡ cho khách ấy. Mình không mang con bỏ chợ, làm sao mình tính toán làm sao để mua. Phùng Quốc Phòng 1968 Vạn Kim Mỹ Đức Hà Nội. Đến 2 triệu nhá. Trừ thành 1,5 triệu này. Dễ chốt. Mua lại là đỡ giá cho anh em rồi. Bộ phận marketing nhờ bộ phận marketing giúp hộ nhá, giúp hộ đẩy cái kế toán lên này không nắm được đâu. 21 triệu cộng 2,5 triệu ạ. Ôi, ông quay vòng đi, 6 triệu máy. Cộng 1,5 triệu là 7,5 triệu ạ. Biển số là 21F28276. Dạ vâng. 7.500.000 cho một chiếc AS110 nhá. Xe chất lượng dành cho anh em đi làm đi ăn nhá. Máy zin nhá. Hình thức thì hơi cũng chung là nó sợt sạt vỡ rồi. Đây này. Vừa mua xong nhá, hàng vừa mua xong. Vỡ nhưng mà không sao, vẫn đi bình thường. Cứ thêm đi. Để tí mình nổ máy. Máy ngon. 21 Yên Bái, đây tháo cái biển này ra, thích thì bỏ cái này ra, hai nữa là lắp 18.000, lắp thêm cái ốp biển. 18 xe mình mua. Mới về nhá, chưa kịp spa, chưa làm gì đâu nhá. Mình mua tại đại lý có 18.000 nữa nhá. Còn anh em chắc là phải đi làm mất 50 hay 30 không biết. Đấy, mình hết có 18.000 thôi. Đấy em. À, vâng, chào anh nhé. Vâng, cảm ơn anh nhé. Đây, chào anh, bắt tay anh ấy. Từ Hà Nam. Vâng, từ Hà Nam. Đây, đang quẩy like, chào anh nhau trên này đi. Đặt cọc chiếc Win đỏ trên này. Cọc con Win đỏ. Vâng, qua cọc con Win này. Đấy, con Win đỏ đây anh em, Win đỏ mà anh em Hà Nam. Quê hương đất mẹ anh hùng, máy ngon không? Êm nhá, mình thôi mình tí mình nổ, ngon nổ mùi. Đủ rồi đấy. Hôm nay giới thiệu anh em, ông là người quay video Caramel nhá. Anh em nhá. Đấy, ông chào anh em này, ông ngoại đây. Đấy. Cụ năm nay là 73 tuổi á, không rượu bia thuốc lá gì đấy, vẫn còn dài lắm. Không rượu bia thuốc lá nhá, ăn uống điều độ tiêu chuẩn bộ trưởng. Đấy, nhưng người vẫn khỏe lắm, quay Caramel cho anh em con cháu. Hoa Nguyễn Quay Xanh bao nhiêu, bác chờ em một chút, em lên Quay Xanh sau nhá. 6 triệu cộng em 1,5 triệu, đấy, bây giờ mới test nổ máy nhá. Trời ơi, êm thế nhỉ. 7,5 triệu cho một chiếc Quay S, máy nguyên. Máy ngon nên luôn. Không kêu một tiếng nào nhé. Máy zin. Sơn thì có tỉa toát củ cũ thôi. Lốc máy rất đẹp, đầu bò này. Đại chất, một xe chất chứ nhỉ. Xe này không xe lai thô đâu, xe ngon mà. Giảm sóc. Xe ngon này lắm. Chất lượng này anh em. Ngon lắm. Êm như tủ lạnh. Này. Cần cái êm này không? Côn cơ không vấn đề gì nhá. Máy êm như tủ lạnh luôn. Xe này ai mà đi trèo đèo lội suối hơn 7 triệu bạc. Này, ga này. Không hú nhá. Này. Không hú ý nào. Đồ nhựa thì có sứt mẻ nhá, nhưng mà riêng mới nói đến đồ nhũ của nó thì cứng cáp. Lốp lắp zin theo xe. Lốp lắp còn đẹp. Zin theo xe nhá, lan hoa vẫn còn vàng này. Tam lan hoa vẫn còn. Lốp mới, lốp hãng. Ship toàn quốc nha anh em, Cà Mau, Kiên Giang hay là anh em đảo Thủ Chu thì thôi. Phú Quốc gửi ship cả Phú Quốc luôn nhá. Thì thôi có 1,5 triệu nhưng có thể ship cả nước luôn. Cô càng đẹp nha anh em nhá. Cô càng đẹp này. Vành bánh lan hoa vẫn còn tốt nhá. Bánh
lốp này mình lốp mới thay rồi này. Tất nhiên ông nhìn còn trẻ hơn con rể đấy ông A Bàn thôi. Anh Tăng Thiên và đúng không ạ? Phụ được ngay chế độ ăn tiêu chuẩn nhá. Phụ ghét thuốc tây anh em ạ, đừng nghĩ thuốc tây là tốt, uống ít thôi, đừng uống thuốc tây làm gì. Rồi đi Ngô sớm. Ngô Bá Long có SH đời 2020 đủ lên không bạn? Có nhá Ngô Bá Long ơi, có SH 2020 đủ lên nhá. Đời mới bản xi măng. Mới mà không cần phải mới này. Đây em ạ, các cụ bây giờ bia rượu ít thôi em ạ. Tiến Phạm đẹp thế không bán 30. Ra nớt đấy là mình mua 22 triệu cộng 2 là 24 triệu nhá, bán cao không cần phải mới này không em, cần phải mới này không? Có cần phải mới này không? Ông quay vào cho con, có cần phải mới này không? Có cần phải mới không? Đây, Tuyết 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 Tuyết. Đây, Tuyết em nó là Tuyết, tên em nó là Tuyết nhá. Em nó là Tuyết. Này, cần phải mới không? 29 nhá. Môi đỏ như như son, da trắng như tuyết. Mới lắm nha anh em nhé. Không cần nổ máy em ạ, không chưa cần phải nổ máy. Mới đi có 400 cây thôi, có cần phải mới này không? 2024 nhá anh em nhá. Màu này cũng là màu mới, màu xi măng sần sần đấy, xi măng màu đẹp. Xanh xanh sần. Đi dự án. Vừa mua xong. Ê, chưa có giá. Quá mới luôn này, anh em này. Quá mới nhá. Đây, mới mới. Chưa cả mới đôi này. Đây. Đó. Chưa nhìn thấy giá luôn. Vừa mua xong. Đây, ống uống này. Ông quay vào báo này. báo giá như này, vừa mua xong. Vào báo giá hộ hộ. 0445. Thơm phương phức anh em nhá. Ôi mới này. Ông quay cái ít ít yên. Mới quá nhỉ, không cần phải mới này. Quay nút. Mút trắng trắng tinh cực kỳ. Mới nhỉ. Nhìn mới thế, xi măng. Mà nó cháu nó có 4 tháng tuổi thôi. Thiết kế đẹp ghê. Chìa khóa một đôi này. Bản thiết kế của Sirius này là Hoàng Hoàng Kiên là có công lớn nhá. Mình bảo ấy rằng mình bảo cái ông giám đốc thiết kế này, mình bảo là ông đừng có mua cái loại sản xuất cái loại FI nữa mà ông sản xuất cái loại này đi, chúng tôi Việt Nam chúng tôi thích. Anh ơi mua vào 14 à 18 năm. Chính như mình cũng không phải nói gì đâu, nhưng mình là người trực tiếp tư vấn với cái ông sản xuất hãng xe Yamaha này. Giám đốc thiết kế Yamaha nhá, ông đấy cũng phải 70 tuổi, ông sang Việt Nam ông cũng có quà cho mình. Tôi cũng đi khảo sát thì mình tư vấn là ông đừng có bỏ cái mẫu này, ông phải sản xuất mẫu này. Thế bây giờ nó còn ngày nay nhá, công của Hoàng Kiên ấy. Đây là anh em mình không nói sai đâu. Thực tế là ông ấy cũng rất là ơi, mà, đây nhá. Công ty Yamaha. Cũng cảm ơn mình. Còn lưu giữ nhá. Thì các bạn ấy cũng rất là nghe các bên hãng Yamaha nghe các người tư vấn. Thế nếu mà hãng Honda mà nghe hơn thì mình bảo sản xuất luôn cái dạng Jim này. À, sản xuất Jim này. Nhưng mà hãng Honda nó bảo thủ lắm, nó không hỏi ai. Thế thì về nó mới sản xuất loại này nhá em nhá. Sản xuất loại này ra thì anh em lại nhiều người đi thích. Hãng này là phải hãng đáng nhá, phải của Hoàng Kiên này. Đấy, mình bảo ông đừng có sản xuất loại kia nó dáng xấu. Mua bao nhiêu? Mua 18 triệu 500 anh ạ. Để. Mới tinh là 2,5 anh em ạ. Đây đây em 2 triệu nhá. 20 triệu 500 nhá, cho một chiếc Fiat 2024 chạy 400 cây, biển số Hà Nội. Xe này nó là dòng trèo đèo lội suối. 29BA04445 nhá anh em nhá. Bà con vùng cao anh em nhịp sống Tây Bắc hoặc là anh em Điện Biên Sơn La hoặc Lào Cai Yên Bái. Hoặc là Cao Bằng Bắc Cạn, hoặc anh em nếu mà thật sự muốn trèo đèo lội suối con này thì nó quá chuẩn luôn. Ngon lắm, test nổ máy. Kiểm đấy. Mà cái màu này rất là đẹp nhá, màu thời trang nhá, màu sần. Xi măng. Dạ. Có xước nha anh em. Mặt không cái mẫu này mẫu chuẩn mà. Đây có xước cái bản sần nhưng có xước nha, về dán một tí đây. Mẫu này là chỗ móm này thôi, còn đằng sau này không. Cái mẫu này là mẫu của Hoàng Kiên trực tiếp bảo ông phải quay về mẫu này, ông đừng quay về FI dán nó xấu lắm.